Xin chào các anh chị, hôm nay em giới thiệu cho các anh chị bộ đóng UZ nhé. Đây là cái máy của em. Đây nó có các size này. Đây là bộ chày cối 6 ly này, 8 ly này, 10 ly. Đây là cái máy dập nhé. Đó. Và mình sẽ đóng thử. Bộ chày cối của bên em thì đã tôi nhiệt luyện cứng nhé. Khi mà để nhận biết được cái cối nó đã tôi nhiệt luyện cứng thì mình thử gõ đây. Cứng. Kêu tách tách. Màu vàng rất là đẹp. Đây mình đóng thử bộ 6 ly nhé. Cục này mình gắn vào dưới này. Cái cối mà nó có cái gen này này. Đó. Mình gắn lên trên vẫn theo chiều kim đồng hồ. Đó. Vặn sát lên nha. Rồi. Và đây là cái như cái OG của nó. Và đây là miếng vải mình đóng thử. Cái OG 6 ly này thường thường là người ta đóng để mà dùng cái nỗ xỏ dây dày, xỏ dây. Đó. 8 ly, có loại 8 ly và 10 ly. Đó. Một cái bộ chày cối của nó rất sắc sảo. Đây là cái vải mình đã đục sẵn này. Đây, mình gắn con này lên. Gắn con này. Đây. Rồi nó có cái khuyên này. Đó. Gắn vào đây, mình đưa vào đây này. Đó. Mình gắn cái này từ từ xuống thôi. Đó, sản phẩm khi mà đóng vào là đó, rất tròn đều. Bên này không bị móp méo. Rất tròn đều và đẹp, không bị móp. Cái máy này thì mình dùng được tất cả các loại chày cối khác nhau nhé. Mình chỉ việc thay cái bộ chày cối này vào thôi. Đó, mình chỉ việc thay. Nó đóng được cúc bấm này, cúc nhựa, áo mưa này. Nói chung là đại khái là đủ tất cả các loại. Mình chỉ được thay bộ chày cối này thôi. Đó. Có cả OG nữa. OG thì tình từ 6 ly đến tận 30 ly đều có hết. Đấy. Mình cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của mình. Có gì thì liên hệ và số điện thoại. Đang làm video không được sắc sảo lắm, mong các anh chị thông cảm nhé.